máy tắm Anet Spa, mang dòng suối khoáng nóng thiên nhiên đến ngay không gian nhà bạn. Hiện nay, những chuyến du lịch đến các khu suối khoáng thiên nhiên luôn là địa điểm hấp dẫn được rất nhiều quý khách hàng lựa chọn. Những địa điểm nổi tiếng có thể kể đến như là suối khoáng nóng Mỹ Lâm, suối khoáng thiên nhiên Bình Châu hay suối khoáng nóng Thanh Tân, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các du khách. HP Cosmetics xin chia sẻ đến quý khách hàng một sản phẩm có thể tạo ra dòng nước suối khoáng thiên nhiên ngay tại nhà của quý vị. Máy tắm Anet Spa là gì? Máy tắm Anet Spa DX là loại máy tắm sử dụng công nghệ hiện đại tạo ra dòng nước khoáng ion hóa liên tục, với một hộp gốm mới, lớn hơn loại bỏ gần như 100% clo và các chất độc hại từ nước máy. Vì vậy, đây không chỉ là thiết bị vòi tắm thông thường mà còn là một thiết bị mang lại sức khỏe tốt cho người sử dụng. Nguồn nước khoáng tắm trực tiếp giúp làn da và mái tóc khỏe và đẹp hơn. Cấu tạo máy tắm Anet Spa DX. Bộ lọc nước là sự kết hợp thành phần suối nước nóng tự nhiên và khoáng chất tạo nên dòng nước mang lại cảm giác như những khu nghỉ mát suối nước nóng. Tuff-ha, một loại đá khoáng sản, lấy trực tiếp từ suối nước nóng Futamata Radium ở Hokkaido, Nhật Bản. Đá này mang lại một tác động nhẹ nhàng thư giãn của một suối nước nóng, giúp tạo ra hơi kiềm rất tốt cho làn da. Đá mix tạo ra nước kiềm nhẹ, kích hoạt tốt cho làn da, giúp da căng mịn trẻ trung hơn. Bộ lọc ngoài, lớp than hoạt tính và canxi sunfit lọc các thành phần có hại trong nước như clo, phenol, trầm tích và các chất thải hữu cơ. Nước sẽ được đổi thành dòng nước tốt cho sức khỏe. Nam châm neodymium. Nam châm chất lượng cao này có thể phân tách các phân tử nước thành các cụm nhỏ hơn, đồng thời nó giúp nước có thể hấp thụ khoáng chất. Hộp mực gốm. Hộp mực có lớp gốm dày hơn so với các loại trên thị trường khoảng 3 lần. Qua đa tầng lọc, nước sẽ loại bỏ được 99% các tạp chất và vi khuẩn có hại. Với những cấu tạo như vậy, nên chiếc máy tắm Anet Spa mang lại dòng nước khoáng tự nhiên, lành mạnh, tốt cho người tiêu dùng với những công dụng tuyệt vời. Máy tắm Anet Spa đảm bảo loại bỏ hầu như 100% clo dư thừa trong nước máy và hệ thống mực lọc loại bỏ hiệu quả vi khuẩn và mang lại cho quý vị cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống từ nguồn nước. Bảo vệ mái tóc chắc khỏe, bóng mượt dưới tác động của clo rua, vì clo là nguyên nhân khiến tóc hư tổn, chảy ngọ, sử dụng nước khoáng ion, Anet Spa sẽ mang lại mái tóc tuyệt vời, phục hồi hư tổn sau khi uốn, nhuộm. Máy tắm Anet Spa là sự kết hợp giữa các thành phần suối nước nóng tự nhiên và những khoáng chất chọn lọc có lợi cho làn da, như đá khoáng, lấy từ suối nước nóng Futamata ở Hokkaido, Nhật Bản. Điều này đem đến cho quý khách sự thư giãn, thoải mái trong làn nước ấm nhẹ nhàng dễ chịu. Hiệu quả tốt nhất là khi ngâm mình trong nước kiềm dịu nhẹ, chứa rất nhiều ion âm. Làn nước ion âm xoa dịu cơ thể, giúp giảm đi những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày dài và đem đến cho chúng ta sự thư thái kỳ diệu như đang được massage tại các spa. Dưỡng ẩm làn da, chống lão hóa và loại bỏ những vết tàn nhang, thâm sạm, bảo vệ làn da tránh những tác hại của nước máy, da trở nên căng mịn, trẻ trung và se khít lỗ chân lông. Đặc biệt, đối với những gia đình có nuôi thú cưng, thì nước từ máy tắm Anet Spa này giúp lông mềm mượt hơn, tránh tình trạng rụng lông và tiết kiệm được một khoản chi phí khi mang các thú cưng đến spa. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé!